Lên anh ngồi xé nốt nào. Hôm nay là một ngày quá đẹp trời để cho mây đi giặt. Dậy đi tắm đi. Đi tắm. Đoạn này là ông tướng mây vẫn chưa tỉnh ngủ đâu. Đứng một lúc ngó nghiêng mới nhận ra là mình đang ở trong nhà tắm. Liên tục là những pha từ chối đến từ mây. Cửa đóng chặt lắm rồi, không ra được đâu mây ơi. Riêng cái tầm này là không chạy được đâu mây ạ. Mây đợi tí xem nước vừa chưa để cho mây tắm nhá. Nhìn mặt cậu bé ngắn tút lại luôn. Bây giờ bắt đầu quá trình giặt mây. Đương nhiên là phải làm ẩm cái cơ thể phì nhiêu này trước. Việc làm ẩm hết tất cả cái cục bông trắng này cũng tốn khá nước đấy. Cho mượn cái tay bên phải nào. Trông ướt hết cả rồi mà mây vẫn tròn nhỉ. Hôm nay mây sẽ được tắm bằng sữa tắm Mikona. Loại này vừa thơm lại còn có tác dụng ngăn ngừa nấm. Cứ mạnh tay mà kỳ thôi bởi vì mây ở bẩn lắm. Thôi đi cứ hưởng thụ đi. Kiểu gì sắp tới chả bị cạo lông. Nói thật với mọi người là cứ đến hè là mây sẽ được cạo lông. Nếu mèo không có vấn đề gì về da thì không cần cạo lông đâu mọi người ạ. Tại vì lông của mèo giống như quần áo của người ấy, vừa có tác dụng bảo vệ mà còn có thể làm mát, điều hòa cơ thể trong mùa hè nóng bức. Chân sau của mây bẩn quá, giữ thăng bằng để 3 kỳ cho nó sạch nhá. Cứ gãi đoạn này là mây sẽ buồn và kêu. Mọi người nghe này. Sau khi vỗ cho sữa tắm thấm nhuần và thì chỉ cần xả nước là tắm xong rồi. Bước cuối cùng cũng là một trong những bước rất quan trọng, đó là lau và sấy khô lông cho mây. Tôi là tôi ghét nhất cái công đoạn này. Nó vừa lâu mà lông còn bay khắp nơi cơ. Ông tướng ngồi đợi tí để chỉnh lại cái máy quay đã. Góc này có vẻ ok rồi đấy. Chẳng là cameraman bây giờ đang học thêm, thế là tôi lại đành phải quay một mình. Này, lông của ông này, chào ông đấy. Này, lấy đi. Nếu mà sấy lông thì dùng chế độ mát. Sấy chế độ nóng trong một thời gian lâu là bị hại da đấy. Nhìn cái mặt ông tướng mây đang hưởng thụ kìa, nó cứ cute kiểu gì ý. Quá trình sấy lông này thì không có gì đặc biệt cả, chỉ có lâu thôi. À, để sấy những phần khó như bụng với vòng ba thì tôi hay để cho mây vào lòng. Lên anh ngồi sấy nốt nào. Đấy, tác phẩm của mây đấy. Chỉ cần trượt chân một cái thôi là thêm mấy cái hình tattoo rồi. Thôi bỏ qua đoạn sấy này đi, lâu lắm. Đây là kết quả sau gần một tiếng ngồi sấy lông. Trông trắng trẻo đẹp trai hơn hẳn. Khúc này là cameraman đang vuốt mây đấy. Thôi hôm nay đến thế thôi, hẹn mọi người ở video khác nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ nhà Mali.